Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1200 token Bino các bạn đến từ dự án Binomon NFT. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tham tác chatbot các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter và tờ Tweetbot. Trên tờ Twitter này các bạn theo dõi nè các bạn. Dự án này khá là like tờ Tweet nè. Trên cộng đồng Twitter nó 34.647 lượt theo dõi nhé. Tiếp tục follow Twitter cái nữa nè. Rồi trên ngôi bộ các bạn theo dõi nha các bạn. Tiếp tục bạn bắt đập nữa nè. Các bạn join kênh channel nè, join kênh group nè, subscribe kênh YouTube nè. Trên kênh YouTube nè các bạn đăng ký nha các bạn. Sau đó bạn bắt đập nữa. Tiếp tục các bạn join kênh group nè, bắt đập nè, join tiếp kênh seller nữa. Rồi bạn bấm đắp lên. Tiếp tục bấm chat. Rồi bạn bấm zone này đó các bạn. Nãy có kêu tôi quýt không ta. Rồi tiếp tục bạn submit đi tên. Các bạn vô đây các bạn tôi quýt cái nữa các bạn. Các bạn like nè. Các bạn đây gầm dịch. Ngày 1 tháng 12 giờ kết không phối vào ngày 15 tháng 9, ngày 1 tháng 12. Dạ không phối vào ngày 15 tháng 9. Rồi các bạn tự quyết đi các bạn. Rồi các bạn submit đi tên nè. Rồi bấm done nè. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Các bạn nhập avatar nhấn vào hồ sơ. Nhấn vào ba cái cùng nè, nhấn vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot nào bạn. Tiếp tục gửi địa chỉ với BNB sẽ mất send back 20 trên giấy chocolate mình. Tiếp tục còn cho tiếp kênh bấm bấm don nè. Rồi sau đó các bạn submit in the tweet thì các bạn nhấp vào đây các bạn. Rồi các bạn mở tờ Twitter tất cả các bạn ra các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài hay rớp các bạn là tờ Twitter nè. Đây là chatbot nè. Rồi tiếp tục bấm bấm balance đi chết số càng mình kiếm được nha các bạn. Rồi ok mình đã nhận được 1200 token Bino nè. Các bạn bấm vào cái form lên ghép chia sẻ cho mọi người thân các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.